chào các bạn mình là thùy dương và mình là một chuyên gia giúp các bạn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn với toàn bộ tiềm năng của mình mình làm điều đó bằng cách đồng hành với các bạn để phát triển và hòa hợp tâm thân trí năng lượng và tâm linh mình sinh năm 1986 và sinh ra lớn lên tại Hà Nội mà mình sang Pháp năm 16 tuổi nhờ có học bổng du học. Hiện thì mình đã ở Pháp được 22 năm rồi và ở Pháp mình từng là kỹ sư Agro ParisTech này và làm việc cho các tập đoàn lớn như là Nestle, Danone, Group Casino. Sau đấy thì mình quyết định không theo đuổi thành công của xã hội nữa nhưng lại theo đuổi đa việc của chính mình đó chính là thấu hiểu và phát triển con người và cuộc sống. Từ đó thì mình đi học và đào tạo trên 15 lĩnh vực khác nhau từ các thầy cô ở Pháp và quốc tế. Trong quá trình đó thì mình đã phát triển những khả năng sử dụng năng lượng và kết nối tâm linh và mình rất vui ngày hôm nay có thể chia sẻ với các bạn những kiến thức quý giá này và trong cái video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái lợi ích về việc thanh tẩy năng lượng là cái gì đây là một cái khía cạnh mà trong vòng rất là nhiều năm mà mình không có quan tâm chút nào và cũng không có nghĩ là nó có cái lợi ích gì hoặc là mình có làm thì làm cũng chưa có thần và hết mức à, ngày hôm nay thì mình sẽ không có giải thích là mình thanh tẩy năng lượng như thế nào mình sẽ có những cái video khác và mình cũng có một cái video um, giải, giải thích là tại sao ta cần thanh tẩy năng lượng và những cái lưu ý cần cần có um, ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ nói về việc lợi ích thanh tẩy năng lượng đó là gì đầu tiên là khi ta thanh tẩy năng lượng thì ta sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng này thư thái và suy nghĩ thoáng hơn tại sao tại vì cơ thể của ta thường sẽ hoạt động một cách tối ưu nhất ở trong một cái tầng năng lượng hay là tần sóng nhất định thế nhưng mà nếu như mà ta có những cái năng lượng thấp ở chung quanh ta thì cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt cho nên là cái đầu tiên là khi ta thanh tẩy năng lượng thì có thể là những cái người mà luôn cảm thấy mệt thì có thể sẽ cảm thấy là cơ thể nhẹ nhàng hơn khỏe hơn nó nhưng tất nhiên là sẽ không phải là uh, cái um, cách duy nhất để mà ta có thể là thoát khỏi cái sự mệt mỏi nha cái sự mệt mỏi nó có thể là liên quan đến nhiều thứ cái thứ hai uh, của việc lợi ích thanh tẩy năng lượng và một cái ví dụ khác mà mình cũng từng có với những cái người uh, khách của mình đó chính là khi mà tối có một người là rất là ngủ không ngon rồi hay toát mồ hôi rồi nói chung là uh, không uh, không không ngủ được và cảm thấy uh, có một cái sự lo lắng lo âu và sợ mà không hiểu tại sao không hiểu cái đấy nó từ đâu đến ý. và sau khi đã thanh tịnh năng lượng trong một buổi thôi thì tự nhiên là về sau là không còn bị như vậy nữa buổi tối thì ngủ ngon lành uh, ví dụ thứ ba của một người mình có của nhiều người mình có đó chính là có những người mà Um, không hiểu sao rằng là cái cảm xúc của họ trong một vài những cái trường hợp nó, nó cứ dâng trào mặc dù họ biết rằng là mình không nên như vậy nhưng mà họ cảm thấy là rất là bức xúc rất là um, cảm nhiều khi có những người cảm thấy là cảm xúc thái quá như là buồn thái quá hoặc là uh, nói chung là có một cái sự rất là khác biệt giữa cái tầng suy nghĩ của mình và cái cảm xúc của mình và cái điều đấy nó không không chế được và không hiểu tại sao nó lại như vậy và sau khi mình uh, qua thanh tẩy năng lượng thì tự nhiên lại cảm thấy mọi thứ nó dễ dàng nó nhẹ nhàng hơn um, và dễ chịu hơn rất là nhiều và cái ví dụ thứ tư đó chính là uh, có những người mà cảm thấy là rất là hay lo toan này suy nghĩ nhiều này rồi căng thẳng khi phải lựa chọn cái con đường cho mình hay là một cái quyết định nào đó hoặc là hay lo lắng stress khi mà uh, phải nói chuyện với đồng nghiệp hay là sếp chẳng hạn đấy thì sau khi thanh thể năng lượng thì tự nhiên là cảm thấy là nhẹ nhàng hơn này suy nghĩ thoáng hơn uh, mối quan hệ ở trong công việc thì cũng suôn sẻ hơn và cảm thấy là mình cần nói gì thì mình cứ nói một cách dễ dàng thoải mái không cần phải phức tạp hóa mọi thứ và cũng không hiểu tại sao hồi xưa mình lại cảm thấy là nó nặng nề và tức và phức tạp như vậy á. Đấy. Thì đây chính là bốn cái ví dụ của cái việc mà mình có nên là thanh tẩy năng lượng chẳng hạn và sau đấy tất nhiên là tùy tùy theo hoàn cảnh của mỗi người nha. Uh, thanh tẩy năng lượng nó giống như là lúc ban đầu là mình ở trong một cái sương mù Một trong cái bóng đêm mình không nhìn thấy cái gì rõ ràng cảm thấy rất là mờ mịt và khó chịu thậm chí là cảm thấy là hôi thối đấy và sau khi thanh tẩy năng lượng thì tự nhiên là mình nhìn và cảm nhận mọi thứ một cách nó dễ dàng này uh, rõ ràng này và thông thao hơn À, đó đây là uh, cái video mình giới thiệu là tại sao uh, những, những cái lợi ích về việc thanh tẩy năng lượng nó là như thế nào và nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem video tiếp theo mà mình đã làm rồi nói về là tại sao ta cần thanh tẩy năng lượng và những lưu ý quan trọng khi chúng ta thanh tẩy năng lượng đó là gì nếu các bạn cảm thấy mình muốn chia sẻ hay là có những câu hỏi thì có thể là liên lạc trực tiếp với thùy dương nhé và các bạn nên nhớ cái cách mà ta có thể nâng cao năng lượng của chúng ta một cách nhanh, nhanh nhất đó chính là nụ cười các bạn thấy không khi mà các bạn nhìn thấy ai đấy cười thì tự nhiên là các bạn cũng cảm thấy là vui theo và cũng muốn cười theo và khi chúng ta cười thì chúng ta chiết xuất một cái chất gọi là oxytocin và nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta coi như là cũng nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn và khi ta cười ta đang báo với cơ thể rằng là à tôi đang hạnh phúc và tất cả các tế bào có thể là hạnh phúc lên đi. Đó, ok. Vậy thì nếu các bạn đã thích cái video này, các bạn có thể like video và có thể là đăng ký kênh của Thúy Dương nếu như mà các bạn chưa làm cái điều đấy và có thể comment để ủng hộ Thúy Dương nhá. Mình cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những cái video sau nha. Bye bye.